Hồi đêm cái mông màu trắng mà. Con vọc mông màu trắng á? Vâng. Yeah. Nó trong trong tít kia con thấy thế được. Ai bảo con ai bảo con mông nó trắng? Vọc nó trắng. Nếu con thử đang mà con đang mày thử xem có phải là vọc mông phân hay là trắng hay là vọc mông đỏ. Muốn nhìn thấy nhiều ấy phải vào trong chỗ. Ôi vọc mông đỏ. Cái gì chỗ rừng Cúc Phương ấy nó có một cái chỗ nó nuôi nốt nhốt nhiều lắm. Xin chào các bạn, hôm nay ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, gia đình của Vinh mấy anh em kéo nhau đi đầm Vân Long. Đây là điểm bán vé, điểm bán vé để xa quá. Em vừa hết rồi. Chị ơi, anh ơi. Con chăn nước đi. Nào đi con ơi, đi về. Đi về anh đi thôi. Bấm này lên nha. Ờ đi, cứ cầm đấy đã. Bấm lên nha bố. Ở đây là rõ. Con với em, hai anh em bấm đi. Bấm lên, thụt ra đây, cẩn thận nha. Ấy cụ giời ơi. Cầm cẩn thận ha, đi. Công trình thanh niên, quảng cáo vọc. Vọc mông trắng. Một con. Mua vé rồi thì cứ xuống dưới đây hả chị? Mua vé chưa ạ? Mua rồi. Bước đi. Qua thở. Cứ xuống. Đấy. Che nắng cho em đi. Một trắng mông đâu? Con để đâu? Nó trên tận núi. Đây, đi bố dắt. Bố ơi. Bố ơi, cho con gọt. Con gọt mông trắng mẹ ạ. Bố ạ. Ôi trời ơi, thì cái mũ của con sao mà nó lại bẩn thế này? Để dưới đất lâu quá. Sau không dẫm lên nhá. Rồi, thôi đứng đây đại. Bố ơi, còn một kia con vọc mông trắng. Có, phải trong kia đó ở trên núi kìa. Đâu? Em nó đậu ở trên núi nó đúng không? Rồi. Em mà cầm cái gì nó khi nó đi xuống nó lấy mất mũ của em đấy. Xem cái gì mà muốn xem con vọc mông trắng. Nó như con khỉ ấy, em đến nên nó lấy mất mũ của em nó đội. Bố ơi, cho con xem. Tự nhiên đang ngồi tự nhiên thấy mất mũ, tự nhiên mũ ở đâu tự nhiên ai chân tay thế. Đây con vọt đó này, nó đang cầm trên tay mũ của em. Anh ơi, nhìn mình đây ạ. Con Vinh, đưa bố dắt lên. Ngồi lên con, ngồi lên. Đấy, ngồi quay đi, ngồi cẩn thận nào. Ok, rồi ok. Đây bạn này nữa, đây ok lên này. Chung tay xuống rồi bố con kéo cho bố lại kéo rứt lên này thì nó hơi mệt. Rồi nói xong. Ngồi vào giữa. Rồi đấy hai đồng chí ngồi đấy. Đấy tự treo ô cho nhau này. Vọc mông trắng. Đây, bố mượn cái mũ. Trước khi con được xem dạ. Vọc mông trắng cơ. Đấy tí vào kia bác chỉ cho con nào là con vọc nhá. Không mà bố phải cầm, bố phải giữ con không thì nó đá vào cái áo MP con cái quần đấy. Đấy này con phác áo à? Áo to vậy không có áo bé. Đây là nó có hai lối ạ chị. Vâng. À hai lối kia lối ra. Đấy là lối về. Đấy này. À đấy.
nhiều. Anh cứ ăn rồi mẹ. Không ăn đâu. Anh che cho em nhá, hai anh em che cho nhau nhá. Không ngã được, không ngã được. Cái đầm này thì là quanh năm nước như này vậy. Vâng. Thì là giữ được nước mà. Nếu mà có thiếu thì chắc lại tháo từ ngoài sông ấy vào. Đây kia là sông Hoàng Long, sông gì nhỉ? Dạ. Thì nó nhánh nhỏ của Hoàng Long đấy gì đó. Có nóng không? Có. Nóng thì em cởi ra đi. Đây rồi chuẩn đi. Như chỉ làm sao? Ra thì cái thuyền này ít nhất là chở được 5-7 người đúng không ạ? Nếu mà chở chở căng. Bố anh chở nước. Nè. Yeah. Em cởi ra cái này tí nữa nếu mà có ấy, nó sẽ có cái con vọc nó ở trên núi rồi con kìa. Con vọc nít trắng. Nhưng mà trời nóng như này chắc là nó chui trong ấy hết rồi. Trong hốc kìa. Có nhìn thấy con cò chưa? Con có thấy gì đâu. Hả? À, cái gì nó bé tí sao mà con nhìn thấy được. Mình nhìn xa xa thôi. Còn giờ này có khi chưa chắc nó ra. Đấy, tí này, che cho em cả em nữa. Biết nó ra rồi. Nó ra nó đái vào cái mũ con mất. Con sợ nó đái vào mũ con à? Ờ, nó đội mũ của con. Yeah. Ở trên núi kìa. Nhưng mà giờ này chắc là nóng như này thì nó phải chui vào trong ấy rồi. Hay nó ở trên cây. Thì nó ở trên cây ấy nhưng mà nó chưa ra. Trời sầm sầm. Đang bảo nó đi này mát rồi. Gần trưa thì bắt đầu nắng. Sao không em không cầm đi, em ước thì em có cầu xuống nó chết luôn. Thế là nó chúng nước quá. Chúng nước rồi. Chúng đây là chết rồi. Anh ạ. Hả? Chúng nước ở trên rồi. Ok. Đi. Rồi, vô xuống. Bó này lên em còn để cái dép của chúng tôi. Có uống nước thì lấy nước ra uống. Chưa khát đúng không? Trời nóng. Có nước không? Cơm nó nóng. Trời nồi.
Đem cái mông màu trắng mà. Con cọc mông màu trắng á? Vâng. Yeah. Nó trong trong tít kia con thấy được. Ai bảo con ai bảo con mông nó trắng? Vọc trắng. Nếu mà thử đang là mình đặt máy tính xem có phải là vọc mông phân màu hay là mông trắng hay là vọc mông đỏ. Muốn nhìn nó nhiều ấy phải vào trong chỗ. Ôi vọc mông đỏ. Cái gì vậy? Chỗ rừng Cúc Phương ấy nó có một cái chỗ là nuôi nhốt nhiều lắm. Chim đỏ. Một con thuyền ấy rồi. Đây là con trúng. Này nó trong mày. Mình nghĩ trong mày rồi, mình nghĩ trong mày. Có, nó chỉ bên này thôi. Nó sống trên núi mà. Núi nhưng mà có em có thấy cái gì đâu. Em thấy cái gì. Có cái gì. Sợ amut của ai nó chạy rồi. Hả? Trước khi có amut trên rừng thì nó sẽ sợ amut. Tôi bố nghĩ là giờ này là nó đi học rồi. Hả? Giờ này con mấy con vọc nó đi học rồi, chiều nó mới ra. Ờ với cả amut mới đi học rồi. À. Hay là amut, hay là amut trong ấy. Không có, amut không thấy. Đây có một khe rãnh này. Rãnh này. Không. Biết đâu, có con nào trong đấy. Không đá. Cái rãnh nhà đây có cái rãnh nhà này, bên đâu có con nào trong đấy. Chắc có amut nữa, mương khác rồi. Trước mấy cái con vọt mông đỏ này mất rồi. Có cả con mông đỏ. Đâu thế có con mông. Con mông đỏ thế gọi là con khỉ đỏ. Con vàng. Dạ, nếu mông đỏ gọi là con khỉ đít đỏ. Mông đi. Con thấy cái chỗ này. Đấy con nghe tiếng hú chưa? Đấy là hú ấy. À bìm bìm ạ. Là hú. À. Hú cái gì? Hú cái kêu chó gì? Làm gì con chó nó kêu gâu gâu ở đấy. Hay là nó biết kêu là gâu gâu. Hay kêu gâu gâu. Kì chó à? Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Con này đang hú. Ú quà cái gì? Đấm cho hết răng rồi. Thích ú quà không? Đấm cho hết răng ú quà rồi. Đấy, nắng ấy, nắng đổ thương. Vào đây, đấm cho. À, lại hu nữa à, đấm cho vỡ hu rồi. Bắn cung tên mà hu rồi. Bắn cho, bắn ngậm cung tên cho đỡ hu. Hu rồi. Đỡ hu. Bắn nha. Cầu súng ơi. Đưa tay lên. Bắn đây. Úi ô. Đưa súng ơi. À mình quên không, mình không mang cái còi. Còi sứ của mình. Không cần. Mình cầm mình thổi. Nghe mát, khỏe nghe mát, có múc nước trong ngoài trong một cân tròn, nước trong một cân bắn. Nó vào đây á, bắn người phát luôn, trở hết người. Súng có để đâu? Súng có để ngoài kia đúng không ạ? Súng có để ở trường rồi. À, súng để trên xe. Trên xe. Biết con múc nước cho xem thế nào lễ độ. Múc nước xong gặp con vọt bắn vào đầu nó. Bắn vào mắt nó luôn, cho thâm mắt. Kêu có mấy con gì kìa? Hả? Kêu có mấy con gì trắng trắng thì anh như thấy kìa. Đó. À đâu? À kia một đoàn thuyền đó. Cái con gì cơ? Ấy kia có một đoàn thuyền đấy kìa. Cái con đấu anh. Anh cứ tưởng là con cái con đấu anh ấy. Con Vinh. Bố anh cứ bảo con là con Vinh ấy. Thì con chả là Vinh gì cả.
Tao, cô sát vào. Che cho em cái chỗ. Sát vào đây, thằng này nó cứ ngồi. Ngồi xuống. Đáng ơi. Ngọ lấy đồ của em. Ê, ngoài trong bài con có một con vuộc, một con vuộc. Con vuộc ấy. Có ốc ấy. Bài con có con vuộc ấy. Vuộc. Con vuộc. Còn nếu một chữ o thì là con vọc. Vọc vò mông trắng à, vò mông trắng, khu vương trắng à, tít mông trắng à, vinh mông xanh, vinh mông MB. Đi chưa tay em màu đen đấy, bẩn đấy Vinh ơi, em rửa tay, rửa cái gì mà rửa. Đấy, em không rửa được người em đi. Bẩn đấy, bẩn. Ôi, em thấy nó có con gì trên kia. Đâu mà con gì trên kia kìa. Đâu, con gì. Ê, con gì kìa. Con gì kìa, con gì kìa, con làm gì con gì đâu. Nó có sao này. Đấy. Vâng, xin chào cả nhà. Đang một tí con vọc mà nắng này sao không thấy con vọc nào, cứ nhìn thấy con này. Để con phân rồi. Nắng này, cứ nhìn thấy con này. Con vọc, à con phân. Con vọc ở chỗ này hết rồi. Đây, con nịt kia, con cái nịt. Con cái nịt thôi. Con cái nịt, con cái nịt. Nhìn thấy cái con có một cái nịt kìa. Hay là con được. Trước khi con còn muốn bắn con vuộc thì con bắn chết vuộc thì con về con nấu xào vuộc con ăn thì nó ngon lắm. Liền thuyền. Nhưng mà vuộc cái này hết rồi, vuộc cái này đi vuộc trốn đi ngủ hết rồi, vuộc đi chơi hết rồi, đi chơi cùng nhau rồi. Hết rồi, đi chơi hết rồi, có ở nhà đâu mà. Anh Tiến biết tại sao mà chân núi nó lại thu vào như này không? Sao? Hả? Sao? Đấy, ở trường cô giáo chưa dạy à? Trường con, trường cái con. Đây là chưa đây dạy. Là thể hiện là cái tàn tích ngày xưa là biển nó đây, xâm thực đến tận đây này. Đấy, sóng nó đánh vào thì là nó tạo ra cái hõm ở trong đá. Nhưng mà như thế là phải cách đây hàng triệu năm rồi. Công nội bố. Đấy, ngồi xuống. Đấy. Vuộc cái này nhiều lắm, vuộc đi chơi hết rồi. Vuộc đi chơi hết à? Nếu nhảy chơi thì vuộc có thể gặp được vuộc. Ừ.
đi vào hang bóng. Anh hang bóng. Kẽm trống. Đi vào kém... hang bóng, kẽm trầm. Kẽm trầm. Hang bóng. Hang bóng. Hang bóng trong này. Cái hang bóng gì vậy? Hang bóng kia. Ừ. Hay là hang bóng của cũng có cái hang à? Đấy, đây có cả. Có cả ông Tây này. Hay là con đi. Đúng không? Đúng rồi, con đi cho mày. Cái hang này chắc à, cái hang này là cũng là hang luồn đấy chứ nhỉ? Hang luồn là con đít nhỉ? Cái hang cho cái hang rộng, cái hang hơi bé bé như này thì nó sẽ là đá rồi. Rồi, chỗ này là chả biết vừa đi thì không có mà chả biết. Cái này là ca hạ ô rồi. Cái này là ca hạ ô. Thay đổi máy quay. Đấy. Bố hạ đi nào nào. Đấy, con chụp nó vào. Mang súng được con. À, súng ấy tí nó bố mang. Rồi, ok. Đấy. Cái này ngoại đi. Thì con này xoay sáng. Cái đứa đi cứng mặt. Tối rồi. Điên rồi. Gọi bọc ơi chứ lại gọi điên ơi. Bọc nó đánh con. Bọc. Đấy cái con gì nó nổi vào bành như này đấy, điên chưa? Đấy. Đây. Đấy, tự tự xoay đi. Chung là điện thoại không mặc này. Cái chỗ này phía sau nó là hang luồn đúng không ạ? Ở nước cạn ạ. Tức là nó kịch hang. Tức là hang cụt à? Chứ không phải. Chứ không phải hang. Đấy, ok. Lại mở game lên trên. Ai mát chưa? Đấy. Chỗ này mà tối buộc thuyền thuyền ở đây mà ngủ chẳng chả có mũi đâu. Gió như này. Đồ anh đồ đấy em. Em chạy nhanh lên đây nha, em có xe đạp cực tin luôn. Em gọi là xe đạp về hết đi. Xe đạp đi à. Thôi rồi tắt đèn. Mình sẽ đến khu rừng. Lấy điện thoại cho em mà không phải để em xoay mà em chơi. À mình cất điện thoại đi. Nước không? Kệ quá. Đưa đấy. Hang động thì có gì cả. Con. Bởi vì thực ra lối kia là bơi sát ngoài đường thôi có gì đâu đúng không ạ? Vâng, cái đi chỉ có vậy thôi. Rồi đúng rồi, thôi đi lối này. Thế là biết rồi. Nào. Ngồi cạnh bộ. Thôi rồi ngồi đấy ngồi cho nó cân. Ngồi xuống cho nó cân thuyền. Đâu? Cũng
đang định bắt đi mà chưa thấy con nào. Nhìn mãi mà chưa thấy con. Hãy đi sát trong này thì mày mới nhìn thấy quặc, ngoài kia thì nhìn thấy người nhiều lắm. Đâu quặc đâu ta đấy, quặc. Nhiều người như này thì không nhìn thấy được. Nắng. Đỉnh hòn đá. Đỉnh hòn đá. Lên đỉnh hòn đá chắc có đỉnh núi. Ôi thế thì chịu. Cao ấy. Đấy, nó không quá. Quái gì đâu. Quái gì đâu. Đây này. Đây này. Đá trắng hay đá đen ạ? Nó đá đen, nó ngồi chót vót trên đỉnh đó. Trên đỉnh. Ngồi như một chó con ấy. Cái này thì không nhìn thấy gì. Tóm lại là không nhìn. Đỉnh cao kìa. Đỉnh chết trên ngọn cây kìa. Đi trên ngọn núi. Ôi, không nhìn thấy. Thế nhìn cái ống nhỏ mình thấy được nó. Hồi nãy nhìn không thấy người ra. Đây đây nó gãy đây đây đây. Bây giờ bác có nhìn thấy gãy rồi thì em thua. Kia đi coi anh. Đấy nhìn đây thì thẳng đây lên là đỉnh núi đấy. Nó không nhìn thấy. Thì đang nhìn hết các góc đây mà chưa nhìn thấy. Mà phải nhìn một cái ống nhỏ. Bởi vì nó bé vào cái nắm tay. Đấy thằng này, đây nó ngồi đúng như con chó con đấy. Trên đỉnh núi chó đây này. Đỉnh ngon đá đấy. Người ta đi đâu? Đây đây, đỉnh cái gì? Ở thì cần nhìn thấy tí nữa về xem lại trên máy quay. Nó ngồi chó con kia kìa. Anh nó nhìn đi đâu? Bố cũng không nhìn thấy. Em ngồi nhìn thấy. Cơ bản nó bé quá, nó bé bằng cái nắm tay nên đấy. Con leo trên đấy còn chả nhìn thấy chứ chắc gì con đấy. Phải lấy một cái ống nhỏ mới nhìn được nó. Vâng, thôi đấy anh quay dọc ra cho che nắng cho em. Quay ngang này cơ mà. Quay ngang nghiêng về phía bên kia em chứ. À đây gặp người rồi, đây gặp người rồi. Đấy. Anh ơi. Con Tây. Con Tây rồi. Tây. Đấy, nhìn thấy người chưa? Quặc thì bình thường, nhìn thấy người mới khó. Người thích chưa? Quặc cũng không nhìn thấy. Cái này nó ngồi chưa? Chắc là nó ngồi trên đỉnh ngọn cây này thì may ra nhìn thấy chị ạ. Ngồi đỉnh hòn đá kia dễ hơn cả. Vừa rồi em nhìn đang nhìn đỉnh hòn đá rồi nhưng mà cũng chưa nhìn thấy. Anh nhìn thấy nó dãy chưa? Đấy, nó đang dãy đấy. Con không nhìn thấy à? À thôi được không? Được rồi. Đấy nhìn thấy chưa? Đấy chiếc đỉnh đỉnh đấy, đấy nó ngon ngoáy các. Đấy điện thoại mày chụp. Rồi thôi được rồi đi, được rồi. Ngồi cho góc nhiều. Đây, quay bố che cho nắng cho con quan trọng hơn. Chạy thôi. Bố che nắng cho con quan trọng hơn. Nhờ. Con này ngọt thì con bắn. Thế thì có súng nước bắn cực xa bắn vào nó. Con vọc sơn vinh thì bố thấy vui hơn. Nào. Đánh anh cái thằng này. Gì? Cái này trong này phải xây một cái chùa. Không, không xây. Xây cái chùa cái là tự khắc là đông ngay. Nào. Tí ra xe này em sao? Anh không lấy hộ em, không mở ông kêu cho em. Không nhưng mà nó gắn không, với tí không. Tâm linh ấy. Họ không cho xây sớm. Nếu mà chùa thì ở đằng kia cơ. Chùa đi lối đằng kia có nhưng họ không cho xây. Nó gắn với tí tâm linh cái là tự dưng cái khu đấy đông lên ngay. Đằng kia còn. Thổi lạc đi đấy. Con gấm nhọn.
để lên vai ấy. Con đang mê chơi, muốn đi chơi, đi xem vượt. Con chưa có đi làm nước cái nên con chưa đi làm nước. Ném cầm mà. Cầm lại đấy. Bố bố ấn nữa con. Đây rộng thế, sao à. Đây bao giờ mới đến? À, sắp đến rồi. Trước khi nhảy xuống nước bơi đến. Em nhảy đi, em nhảy đi, em bơi được không? Bơi được, bơi lâu. Đâu có vọt con trắng gì đây? Vọt con trắng là sao? Cứ mà về cửa chi? Hả? Vẫn đi chơi cơ. Cái ngõ đầu ra đấy thì anh không che được cho. Sờ tay vào nước. À, chưa em bắn nước nhưng mà như súng. Mất chỉ luôn. Ôi con gì kia? Tí lại cho tay vào. Con gì kia? Con gì bay bay vậy? Chim ấy, chim này là chim À, hay nó biết bơi nó bay nhanh thế. Ừ. Nó bay thì bay nhiều rồi. Nó bay nó lạ nhưng mà. Nước này khổ. Hả? Con ấy cứ thích nước này. Nước xong về mẹ anh nói cho. Đấy nước này xong thì tối về nó ngứa cho thầy.
bao nhiêu năm xây dựng không bằng bên công giáo nó hỗ trợ cho xây cái nhà thờ. To đùng ngã ngửa. Đấy, trên hình ảnh ấy tí nó ra, tí nó đi về thấy cái hình ảnh biển đấy thích ra xem mặt lên xem. Vọc mông trăng, vọc mông chim, vọc mông chim, vọc mông chim. Con đừng dùng kia, con chui đi, con chui đi, con chui đi nhờ. Mua mũ, đi đi đi, đồ ui, đồ ui. Quá khổ đồ. Mông sắp đi về à? Con đi xem vòng mông trắng cơ. Vòng mông trắng lên YouTube nhìn tìm đầy. Em lên Google em search hình ảnh vòng mông trắng, mọi hình ảnh thấy đầy đầy bên vòng mông trắng, tha hồ xem. Hai bắt con luôn nhỉ. Về nuôi này á thì nó mất ngày. Đúng ạ. Ừ. Bắt về nuôi á thì nó mất. Mất cái gì? Cho nóng quá. Chậm thôi. Thôi thôi đứng đây, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Vinh. Đứng lại. Đấy, theo bông trắng đi. Đấy, nhìn thấy bông nó trắng chưa? Đấy, bông đi trắng. Bông trắng con à? Thank you.
tranh họa đồ. Đây. Cây ca, cây đa cô đơn phía trước đây này. Đấy, phía trước mặt ô tô mình này. Đến đồi Cừu Giã Hứng trăm nằm trong đường vào Ủy ban Nhân dân xã Giã Hứng của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Nhìn xa đã biết đây chỗ này là trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Nắng này đồi Cừu được thì cũng lạ nhỉ. Tour du lịch trải nghiệm tìm về cội nguồn.